Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ ăn tôm luộc các bạn. Tôm luộc chấm với nước sốt thử có ngon không ha. Thấy nhiều bạn ăn ngon quá cho nên hôm nay mua về ăn thử nha các bạn. Rồi ăn thêm hai trái ớt dài dài này, ớt này này. Đó, đợt trước mình ăn mình thấy ngon quá chừng, hôm nay mua ăn tiếp các bạn. Ăn xong là ghiền luôn các bạn, đi ra chợ tự nhiên thấy ớt này là mình muốn ăn thôi. Mình thấy là tự nhiên mình thèm các bạn cho nên mua về ăn tiếp nha. Rồi mình ăn một ít dưa leo nè, đó dưa leo tí hon nho nhỏ này các bạn, ở ngoài chợ Ấn Độ đó các bạn bán dưa leo này thì mình mua về ăn thử luôn nha các bạn. Rồi một ít cà rốt nho nhỏ này nữa đó. Rồi hôm nay ăn nói chuyện với các bạn tâm sự về đời tư của mình chút xíu nha. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi xuống và mở hộp tôm này ra. Đây, chiếc nhẫn tôm này để mình mở ra cho các bạn xem. Đó, mình thấy ở ngoài chợ đang bán on sale rẻ quá, bớt được mấy đô đó, không biết mấy bữa là 13, 14 đô gì đó, bây giờ còn có 8 đô rưỡi à. Đó, người ta bán nhìn rất là ngon ha. Tôm người ta luộc sẵn rồi, người ta bỏ vô trong này, người ta hấp, người ta luộc gì đó rồi sắp vô trong này nhìn rất là đẹp. Rồi mình chỉ mở ra mình ăn thôi, mình không có phải nấu nướng gì nữa hết các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vô ngồi ăn, nói chuyện với các bạn nha. Bây giờ mở hộp tôm này ra ăn thử nha các bạn. Lần đầu tiên mình mới ăn thử hộp tôm này đó các bạn. Đó, thì thấy mấy bạn ăn không biết mùi vị nó ngon như thế nào. Mình thấy ở ngoài chợ bán giảm giá, rẻ. Rẻ cho nên mình muốn ăn thử. Rồi, nhìn cái hộp của nó nè. Đó, bọc kỹ càng quá ha. Nguyên một lớp bịch riêng nè. Ở đây có một hũ nước sốt nè các bạn. Không biết nước sốt này chấm có ngon không nữa. Mời các bạn, để mình mở ít nước sốt lên rồi mình mới mời các bạn được chứ. Sao mở đây? Nó cứng quá hả? Phải răng mở. Wow. Thơm. Để mình đi lấy giấy, chứ không thôi không có giấy đâu. Đó, tìm được hộp giấy rồi các bạn. Để đây để lau. Chùi. Rồi. Cái sốt này nó thơm thơm, nó thơm thơm mùi cái dưa leo muối nữa các bạn. Đó, chắc người ta xay, người ta trộn vô trong này hay sao đó. Ăn thử như thế nào. Thơm lắm. Thơm mà nồng nồng, hăng hăng. Nè các bạn, đã mở hộp tôm ra rồi nè các bạn, nhìn hấp dẫn chưa? Đó. Mời các bạn cùng ăn với mình nha. Bây giờ ăn các bạn ơi. Trước khi ăn mời các bạn miếng nè. Ngon ha. Rồi đến mình. Ngon các bạn. Tôm người ta luộc xong mà nó ngọt. Rồi cái nước sốt này mặn, đậm đà, chua chua, hơi nồng một cái vị gì đó giống như là trái dưa leo muối. Ngon. Wow. Biết mình ăn có hết cái hộp này không ha. Mới ăn một con là thấy trống một chỗ rồi nè các bạn. Người ta xếp sao đều thiệt á. Cái này nó có cái khung các bạn, nó nhô lên một khoảng như thế này để người ta móc con tôm vô trong này cho nên mình nhìn thấy nó đẹp ha. Đó, rất là đẹp. Đó, tiếp tục ăn thôi. Lần đầu tiên ăn cái tôm này ngon chứ. Tôm này thì mình mua ở trong đông đá nha các bạn. Người ta luộc, người ta hấp sẵn rồi người ta để như vậy. Rồi cái nước sốt này người ta để vậy luôn, ta bán trong đông đá đó, mình mua về mình rã đông ra mình ăn. Cũng rất là ngon. Ăn một chút xíu rồi mình sẽ kể.
ngon lắm các bạn. Wow. Này, đứa con gái mình, đứa con gái đầu tiên mà thích ăn tôm luộc lắm. Bữa nào mùa về hai mẹ con ngồi ăn thử ha. Con mình chưa ăn thử cái loại tôm này. Khá là ngon. Cắn miếng cà rốt ha, cà rốt chấm cái này thử. Wow. Ngon lắm ạ. Tôm ngọt, dai dai, mềm mềm, ngọt lắm. Ăn với trái ớt này thử nha. Trái ớt này bữa hôm mình có ăn thử cho các bạn xem rồi đó. Không biết chấm với cái sốt của cái tôm này có ngon không ha. Ăn thử nè. Ngon. Ngon các bạn. Nó hăng hăng, nó nồng nồng. Cái ớt này nó hơi hăng nè, nhưng mà ngon. Chấm với sốt này cũng nồng nồng, cay cay, rồi chua chua, ngọt ngọt, mặn mà, đậm đà. Để đây cho dễ chấm ha. Bây giờ trời mùa thu lạnh lẽo lắm các bạn. Ra đường thấy lá bay tùm lum hết trơn. Có một cơn gió là coi như lá nó rụng nó bay. Nhìn cũng đẹp lắm. Ớt khá là ngon. Dưa leo này các bạn. Dưa leo tí hon ha. Chấm thử với cái sốt này có ngon không. Mời các bạn thử nha. Dưa leo này nó giòn, dai dai, giòn giòn, ăn rất là giòn. Nhưng mà nó sao, nó chỉ giòn thôi, nó không có ngọt ngào bằng cái dưa leo bự của mình. Nhưng mà cái độ giòn nó nhiều. Nhìn cái trái này các bạn. Ngọt ha. Mình sao tìm cái giống dưa leo tí hon này trồng hái chắc vui lắm. Củ cà rốt ha. Cà rốt ngọt thiệt á. Cà rốt này nó nhỏ, mỗi lần người ta gọt vỏ chắc cũng hơi khó ha. Chắc người ta để vô cái máy bào, bào cái ra liền thôi. Cà rốt ngập tí thì tiêu. Đó. Đó, các bạn xem video của mình rồi nói là khi nào chị kể chuyện chị và ông xã chị gặp nhau như thế nào đi. Rồi kể giống như chuyện tình hai người đến với nhau như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ kể nha. Thì lúc mà mình gặp ông xã mình là năm 2004. Thì mình cũng chưa biết ông xã trước, mà ông xã cũng hình như biết mình qua hình ảnh. Nhưng mà mình chưa thấy ông xã mình bao giờ. Cái...
chỉ nghe nói thôi, thì nghe nói là cũng quen biết những bà con ở bên Mỹ của mình, thì ông xã của mình á là có người chị là lấy con trai của dì ruột của mình ở bên Mỹ, rồi rồi chỉ hai gia đình biết nhau. Lúc đó ông xã mình về Việt Nam á là nghe người ta giới thiệu là có cô này muốn gặp ông xã mình, rồi cô này cũng muốn gặp, để ông xã mình gặp để giống như là tìm hiểu để xem ai hợp á, thì mình sẽ quen biết rồi tiến tới hôn nhân đó các bạn. Đó, trong bốn cô gái mà ông xã mình gặp á là có mình nữa các bạn. Thì lúc đó người bà con ở bên Mỹ á đã cho ông xã mình thấy hình ảnh của mình trước khi mà về gặp rồi. Đó, lúc đó ông xã của mình về Việt Nam á xem mắt tới bốn cô gái là có bạn, trong đó có mình, rồi một cô ở Vũng Tàu, rồi hai cô ở quê của ông xã là Hậu Giang, Cần Thơ. Đó, ông xã đâu có biết đâu, thì nghe ông xã mình về Việt Nam cái những người bà con ở bên Mỹ nè giới thiệu đó, xem cháu tao đó có được không, mày có thích không thì mày về mày gặp, nếu hợp thì giống như hai đứa tiến hôn nhân. Mà ông xã mình thiệt là may mắn có tới bốn cô gái để xem mắt. Cái lúc đó mình đang đi học kế toán các bạn. Đó, thì lúc đó ông xã mình tới là khoảng 10 giờ đó các bạn, 10 giờ sáng. Ông xã mình lúc đó đáp sân bay á, là nhà mình thì ở Sài Gòn cho nên ở quận Tân Bình thì cũng gần với sân bay, thì ông xã mình tiện đường thì vô thăm mình đầu tiên. Lúc đó thăm thì mình thấy giống như là mình cũng không có quen, giống như mình đang đi học á, mình cũng không có ý định là lấy chồng hay là gì sớm, tại lúc đó mới có 20 hay 21 tuổi gì đó thì vẫn đang đi học. Đó, lúc đó mình học kế toán các bạn. Lúc đó thì dì mình nói là có người ở bên Mỹ tới muốn ghé thăm con hay là muốn nói chuyện với con đó, thì mình cũng không có biết cái hình dạng của anh đó nó như thế nào. Xuống xe thì mình chỉ thấy cái người đó, mình chỉ thấy một người to con thiệt mập thôi đi vô đầu tiên, rồi một người lớn lớn tuổi tóc bạc bạc thì đi kế bên. Mình trố cả mắt lên, mình nói chẳng lẽ bạn mà giới thiệu để cho mình quen là cái người mập đây sao? Cái mình ngỡ ngàng luôn, nhìn sững mắt luôn. Sau rồi cái chút xíu nữa tự nhiên thấy ông xã mình đầu sau lưng của cái người mập đó chiu ra ngồi trước một cái vậy nè. Nó ổng đi ra một ngồi trước thiệt nhanh, giống như là cái người kia che khuất ổng quá, cho nên ổng thấy mình ổng giống như muốn giới thiệu cho biết là đây là ảnh đó. Chạy thiệt nhanh xíu ra một cái đứng ở đây các bạn, đứng đây xong rồi trước mặt cậu em trai, xong rồi nhìn mình về này các bạn, nhìn từ trên xuống dưới nói em là Vin đấy à. Lúc đó còn mình còn nhớ cái giọng nói như vậy đó, cái giọng nó lơ lơ. Cái sau rồi kia mình nói đúng rồi em là Vin. Cái sau rồi cái ông xã mình mới nói là tại sao ở trong hình nhìn em cao em mập em tròn trịa mà sao ở ngoài em nhỏ xíu em ốm nhom vậy. Cái mình nghe vậy là cái mặt mình nó hơi khó chịu rồi đó. Cái mình mới nhìn mình nói thì ở trong hình chụp thì lúc nào nó vẫn là mập mạp hơn ở ngoài, tại vì hình ảnh mà người ta đưa gần tới thì mình mập, còn người ta đưa xa thì mới thấy rõ được mình là ốm. Thì mình nhìn mình nói vậy, mình nói thì trong hình lúc nào cũng phải là mập hơn ở ngoài rồi. Cái lúc đó mình ốm lắm các bạn, đi học mà đạp xe đạp đi ở Sài Gòn, nhưng mà đạp từ ở quận Tân Bình mà đạp xuống đường Lý Chính Thắng ở quận 3 đó, mỗi ngày đạp chắc cũng gần tiếng đồng hồ mới tới trường học, xong rồi đạp về tiếng nữa, cho nên cái tay của mình thấy gì chân tay gì ốm nhôm nhấp, ốm hơn bây giờ nhiều lắm. Ông xã nói cái bắt đầu ngồi vô nói chuyện với em họ là chàng trai mọc bự đó, với lại một cậu ruột của ông xã mình, thì nói hôm nay Viễn về Việt Nam lần đầu tiên, ông xã mình về Việt Nam lần đầu tiên giống như muốn tới thăm mình đó. Nhưng mà mình lúc đó mình chỉ nghĩ là tới thăm một mình thôi, chứ không nghĩ là sẽ có ba cô gái nữa, mình đã là bốn cô. Xong cái mình cũng không có ấn tượng gì với ông xã hết, tại vì nhìn ảnh ốm mà ảnh lại nhỏ con, cho nên mình lại
ít có ấn tượng cho nên cũng không có thích lắm. Xong rồi cái ông xã ngồi kế bên nói chuyện cũng bắt chuyện, nhưng mà ổng không có rành nói tiếng Việt á, nói câu nào ra câu đấy mình thấy sao mà nó khó chịu, mà câu nói sao mà nó ngang, mà nó mất khúc đầu khúc đuôi, chỉ có khúc giữa rồi chút xíu nữa mình ráp câu này câu kia thì mình mới hiểu là anh nói cái gì đó. Nhờ sống với mình 12 năm gần 13 năm thì tiếng Việt của anh mới giỏi lên, còn mình thì tiếng Anh càng ngày thì càng đi xuống, không có biết luôn. Tại vì sinh hoạt nói tiếng Việt với anh không, rồi anh cũng chẳng có dùng tiếng Anh lại với mình, cho nên chỉ là giao tiếp trong nhà bằng tiếng Việt thôi ha. Rồi tới giờ ông xã lại nói rành tiếng Việt đó, ông xã phải cảm ơn mình lại rành tiếng Việt nha. Thì lúc đó ông xã của mình nói là cái mình mới nhìn mặt ông xã mình thấy giống như là cái kiểu giống như ảnh không có được khỏe lắm, giống mới xuống máy bay á, còn hơi mệt. Mình mới hỏi là anh muốn ăn cái gì không, cái ảnh nói có, anh muốn anh muốn ăn phở. Có, anh muốn ăn phở. Mình còn nhớ hồi cái giọng đó, anh muốn ăn phở. Cái sau rồi cái mình đi ra đầu đường á, đầu đường nhà mình là có bán phở mà bán rất là ngon, mà tô phở ở bên Việt Nam các bạn biết rồi, người ta bán rất là nhỏ, thì ở bên Mỹ á, người ta ăn phải là 2 tô hay 3 tô gì đó người ta mới cảm thấy no. Thì mình mua về mình thấy ông xã mình mới ăn 1 cái 2 cái 3 cái rồi ăn sao mà mình thấy rất là nhanh, ăn quay qua một cái là mình thấy ổng ăn hết trơn tô phở luôn. Mình kêu giống như là mình phát khiếp á, cái ăn gì mà nhanh dữ, mình nghĩ ở trong đầu thôi chứ không có dám nói ra. Xong rồi cái ăn xong rồi còn một chút xíu nước ở trong cái tô phở đó, anh ta bưng lên một cái húp một cái hết nước luôn. Tại ở Việt Nam mình ăn phở mình hay bỏ lại nước, nhưng mà người ở bên Mỹ đó các bạn, người ta ăn là người ta húp cái nước luôn các bạn, người ta nói cái nước là nó ngon. Thì ông xã mới húp hết luôn, cái mình thấy à cái anh này nó ăn khỏe ghê. Cái mình mới hỏi là anh muốn ăn nữa không, cái ảnh nhìn ảnh kêu anh thì muốn ăn nữa đó, nhưng mà sợ em đi mua mất công. À, rồi cái hỏi là chiều nay á, em có đi học không, cái nói có, còn khoảng 1 tiếng đồng hồ hay 2 tiếng gì nữa là em sẽ đi học. Cái mình cũng chẳng mời ông xã mình ở lại chơi hay là gì, mình nói là mình đi học là mình đi học thôi, rồi ông xã của mình đi về. Các bạn ơi, do video của mình hơi dài cho nên phần mình kể chuyện giữa mình và ông xã gặp nhau thì mình sẽ để video sau nha các bạn. Kế tiếp thì mình làm xong mình sẽ gửi lên cho các bạn nghe kế tiếp luôn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiếp tục ăn nha các bạn. Kết quả của ông xã mình và mình lập gia đình đến với nhau được 12 năm rồi các bạn. Thì bây giờ có được 2 cô con gái và 1 cậu con trai. Vậy là mình cảm thấy như vậy là hạnh phúc rồi các bạn, không còn gì mà đòi hỏi hơn nữa, như vậy là đủ rồi đó. Hàng ngày nấu ăn nấu uống cho ông xã rồi cho mấy đứa con mình, đưa mấy đứa con đi học, rồi mình ở nhà mình làm video, rồi mình có làm bên kinh doanh online. Thì lúc trước mình làm kinh doanh online 2 hãng. Bây giờ thấy hơi mệt mệt, đang dừng một thời gian các bạn, rồi sẽ quay lại làm tiếp. Đó, thì bây giờ mình làm video hơi nhiều cho nên ít có giờ làm bên kinh doanh online các bạn. Tôm rất là ngon. Không biết mình kể câu chuyện có dài không nữa. Dài quá. Dài quá chắc mình phải cắt ra để mình làm video riêng, chứ để các bạn xem dài quá các bạn la, bạn la mình quá, bạn nói dài quá đi, không có thời gian xem. Nhiều bạn thì thích xem dài các bạn, mình đăng những video ngắn ngắn thì mình thấy rất là ít người xem, mà dài dài lại có nhiều người xem, đó hay vậy. Cho nên ăn trái dưa leo ha. Cái nước sốt này công nhận người ta làm ngon thiệt. Wow. Dưa leo giòn. Dưa leo này mà muối chua là hết sảy nha các bạn. Wow.
ăn tiếp miếng ớt ha. Ớt gì mà nó ngon. Sang năm phải lùng cái giống ớt này các bạn. Lùng tìm cái giống ớt này về để mình trồng mình ăn thử như thế nào. Mình trồng thì ăn có ngon hơn người ta trồng không? Mình hái vô mình ăn liền các bạn, nó ngon lắm. Cắt miếng tôm rồi ăn chung với ớt thử như thế nào. Hấp dẫn, ngon các bạn, rất là hợp. Các bạn ra chợ Mỹ đó các bạn, mua cái hộp tôm này ăn ngon. Ngon hơn cái tôm mà mình mua về mình luộc các bạn. Không biết người ta làm, người ta có ướp gì không mà sao thấy ngon dữ. Rất là ngon. Chấm hết nửa cái hũ nước sốt rồi nè. Cả tháng rồi chưa ăn lại cái nước sốt này. Đó. Sốt này chấm với ớt cũng hợp, mà cái sốt cà chua chấm với ớt cũng hợp luôn. Rất là ngon. Bây giờ ở ngoài lạnh lắm. Hồi sáng mình định ra quay vườn cho các bạn xem, ra cái cò ro lại chạy vô nhà lại các bạn. Lạnh quá. Bữa nào mà nắng nắng chút xíu thì mình ra mình còn nguyên một bụi khoai lang với khoảng 3-4 củ dền ở ngoài mình chưa đào các bạn. Rồi mình ra mình sẽ nhổ gốc cà rốt lên, mình xem cái củ cà rốt lớn như thế nào rồi để mình dời qua một cái thùng khác. Ngon quá. Ngày nào mình cũng phải mua ớt này về mình ăn mới được các bạn ơi. Rất là ngon. Ăn cái nước sốt nào cũng thấy ngon hết. Nước sốt này, sốt chấm rau củ. Ăn ớt, ăn ớt trừ cơm được á các bạn. Mình giỡn thôi. Ngon quá. Hột à. Đó, lấy thử trồng được không ta? Đợt trước có trái chín hơn mà mình không chịu trồng. Năm sau á, cái vườn của mình rộng lên chút xíu rồi. Mình sẽ trồng được nhiều loại hoa quả. Mình mua rất là nhiều cây giống, mình mua nhiều quá, thấy cây gì cũng thích. Mình mua vậy thôi. Rồi không biết có chỗ trồng không. Quá ngon các bạn. Hôm nay mình chưa nấu cơm trưa, bây giờ 1 giờ rồi các bạn. Con mình thì đi học tới chiều mới về. Tới 4 giờ chiều mới về. Đi học ở Mỹ thì bữa trưa người ta cho mình ăn trưa ở trên đó.
ăn đầy đủ, đùi gà hay là hot dog hay là xúc xích rồi thịt chiên rồi đó, ăn với rau quả với khoai tây, những thức ăn đồ ăn của Mỹ đó. Mà con mình nó ăn thời gian giống như nó cảm thấy muốn ăn thức ăn của mình, không có chịu ăn ở trên trường nữa. Bây giờ buổi sáng mình phải dậy sớm trước con mình 2 tiếng để mình nấu thức ăn cho con mình dậy ăn rồi con mình mang đi học. Ăn thiệt ngon các bạn. Chưa bao giờ mình ăn cái loại tôm nào mà nó ngon như tôm này. Rất là ngon. Thử trái ớt này các bạn. Trái ớt này cái màu xanh nó đậm hơn trái ớt này. Hai loại khác nhau. Xem cái trái này ăn có ngon hơn trái này không ha. Đó, thử nha. Nhìn trái đã chưa? Rồi, chấm thử ha. Ớt này nó ngọt hơn, nó đỡ hăng hơi ớt này đó. Nhưng mà mùi vị của trái nào ăn cũng ngon hết. Hello. Các bạn ơi, hôm nay mình ăn tôm với rau quả tới đây thôi nha các bạn. Rất là ngon bữa tôm hôm nay. Đó, lần đầu tiên mình ăn cái hộp này. Quá ngon luôn. Bữa sau đi chợ thấy bán là mua tiếp nha các bạn. Thì hẹn các bạn những video kế tiếp. Mình sẽ ăn uống rồi nấu ăn, trồng trọt, cây cối rồi đi đây đi đó. Tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.